Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ Và hôm nay thì Buôn xe cũ sẽ gửi tới anh chị và các bạn một mẫu xe hạng sang của thương sự hiệu Lexus Trước mặt anh chị và các bạn đây là một mẫu xe ES250 Lăn bánh với quãng đường là hơn 20.000 mai Xe có ngoại thất màu xâm banh, cực kỳ đẹp, các chi tiết của chiếc xe còn nguyên di nguyên bản Cam kết rõ cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe là không bị đâm va, không bị ngập nước, bao trách test toàn quốc anh chị và bạn có thể mang ra hãng hoặc gara chỉ định bên showroom sẽ đánh xe để anh chị bạn có thể kiểm tra. Với chiếc xe này thì bên showroom có hỗ trợ trả góp lên đến, đến 80% giá trị chiếc xe. Để biết rõ thông tin chi tiết về thời gian vay cũng như là lãi suất thì anh chị bạn có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ đầy đủ cho anh chị và bạn có thể lắm rõ. Và chiếc Lexus ES250 đăng ký biển thành phố này hiện đang giao bán với mức giá là 2 tỷ 389 triệu con thương lượng và hỗ trợ giá cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình em sẽ mời các bác cùng đi tham quan một chút chi tiết về phần nội và ngoại thất của chiếc xe để thấy được cái độ đẹp của chiếc xe chiếc xe rất là đẹp ạ cực kỳ lướt hiện chiếc xe này đang có mặt tại 3133 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ đầy đủ cho các bác có thể nắm rõ về chiếc xe một cách nhanh nhất và đầy đủ thông tin nhất cũng như các bác nào cần xem chi tiết về hình ảnh thì có thể liên hệ em sẽ gửi qua zalo các bác hãy cùng em quan sát các chi tiết keo chỉ rồi ốc ác phần rồi là những cái phần bệ tỉ tay cũng như là tabi lô của chiếc xe chiếc xe này được chủ xe rất là giữ gìn chăm chút cẩn thận nên các chi tiết về bậc lên xuống này sơn si của chiếc xe còn trong tình trạng hoàn hảo lịch sử bảo dưỡng định kỳ trong hãng các bác có thể check Đấy, em sẽ mở chi tiết cái phần bệ thì tay các bác cùng quan sát về phần bề mặt ghế da cũng như là các chi tiết các phím bấm điều chỉnh Đấy. xe rất đẹp đơn vị thì luôn luôn cam kết rõ cho các bác trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên các bác có thể yên tâm chuyển cọc online sai cam kết thì bên showroom sẽ hoàn lại tiền và chịu các uh, chi phí uh, đi lại đây là các chi tiết phần cánh lái anh chị nhé mọi chi tiết của chiếc xe trong tình trạng hoàn hảo xe thì có trang bị nhớ ba vị trí ghế lái các phí bấm lên xuống điều chỉnh gương Đấy, ốc ác nội thất bọc ra một số chi tiết ốp gỗ đây là phần uh, ghế lái vi năm sản xuất của chiếc xe đây các bác nhé sản xuất 2018 mẫu mới 2019 các chi tiết ốc ác còn nguyên di nguyên bản tem mát còn đầy đủ anh chị ạ Đấy, các bác là quan tâm có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ có thể là video côn để các bác xem chi tiết những cái phần mà bác đương xem mà em chưa kịp quay hoặc là có những cái phần mà các bác cần thắc mắc thì em có thể giải đáp luôn trên video cho các bác có thể hiểu rõ Xe có trang bị đầy đủ các tính năng, đồng hồ hiển thị rất là rõ nét các thông số lái cũng như vô lăng tích hợp bọc da các phím điều chỉnh chức năng rồi gầy số vô lăng, đầy đủ đèn auto, gạt mưa auto. Phần màn hình thì chị bạn thấy giao diện cũng rất là dễ bắt mắt. Đồng hồ hiển thị trung tâm cũng như là màn hình giải trí đầy đủ các tính năng. các bác xem các phím bấm còn rất là rõ nhé Có trang bị sấy uh, vô lăng rồi là là mát ghế, sấy ghế đầy đủ. Và đây là các chi tiết về cần số cũng như là phần tút bát điều khiển, phanh tay điện tử, auto hold rất nhiều. Với chiếc xe này thì bên trong nó cũng có trang bị cái tính năng như là sạc không dây để các bác có thể tham khảo qua là tính năng sạc không dây của chiếc xe. Quay rất là kỹ cho các bác có thể thấy được các tính năng tiện ích của chiếc xe. Còn để trải nghiệm thì em mời các bác qua địa chỉ showroom. 31, 33 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể trải nghiệm các tính năng công nghệ trên chiếc xe này. Đây là cái phần mà để chứa cái phần sạc không dây anh chị nhé, cũng như hộp để đồ. Đấy. Xe rất đẹp ạ. Mọi chi tiết của chiếc xe còn nguyên dinh nguyên bản. Và em sẽ mở qua cho các bác tham quan cùng một chút về cái phần gương này. Gương thì có trang bị gương uh, tích hợp báo rẽ cũng như là các uh, tính năng như là mình có thể thấy là cảnh báo vượt trên gương. Phần uh, nắp capo lên em sẽ mở lên cho anh chị tham quan bộ máy của chiếc xe. Bộ máy nguyên zin nguyên bản. Và em xin tổng hợp sơ qua cho anh chị và các bạn chiếc Lexus es 250 sản xuất 2018, model 2019. Hiện uh, là lăn bánh quãng đường là 20 vạn mai. À 2 vạn mai anh chị nhé. Xe thì hiện đang giao bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ với 2 tỷ 389 triệu còn thương lượng và hỗ trợ giá cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Xe bên showroom thì có hỗ trợ trả góp cho các bác lên đến 80% giá trị xe. Để biết rõ thông tin chi tiết cũng như các thông tin đầy đủ hơn thì các bác hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ có tư vấn hỗ trợ cho các bác đầy đủ thông tin nhất. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi tới kênh mua bán xe cũ và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo của mua bán xe cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.